Làng nghề bánh tráng Cù Lao Mây ở xã Lục Xí Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long có tuổi đời hơn 100 năm. Nghề truyền thống này được bà con duy trì sản xuất quanh năm, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, cao điểm sản xuất vẫn là vào dịp Tết Nguyên Đán. Giờ thời điểm này thì khi mà Tết đang cận kề, không khí sản xuất của bà con làng nghề càng rộn ràng, tập trung gia tăng sản lượng để đáp ứng đơn đặt hàng. Những ngày này tại làng nghề bánh tráng Cù Lao Mây, các lò tráng bánh từ 3 đến 4 giờ sáng đã bắt đầu đỏ lửa. Bà Hồ Thị Đẹp ở ấp Tân Thạnh gắn bó với nghề tráng bánh gần 50 năm phấn khởi cho biết. Năm nay, từ đầu tháng 11 âm lịch đã có nhiều khách hàng đến đặt bánh Tết với số lượng tăng gấp đôi so với năm rồi. Ngon lắm chứ. Thấy người ta đương dĩ lá dừa người ta phơi là bắt đầu mình cũng chuẩn bị rồi đó. Là khoảng tháng 11 là mình dĩ lùng mình phải đương phơi một tháng nó mới khô. Thời điểm này thì lượng khách hơi nhiều. Sản xuất cũng hơi nhiều nhưng mà cung không có đủ cầu. Năm nay do giá nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là chất đốt tăng nên giá bánh tráng bán ra cũng tăng so với năm trước. Cụ thể, bánh tráng nhúng có giá khoảng 18.000 đồng một chục, bánh tráng ngọt 40.000 đồng một chục, bánh tráng nướng 80.000 đồng một chục. Ngoài ra, tại làng nghề vẫn sản xuất một số loại khác như bánh tráng ớt, bánh tráng tôm khô, bánh tráng thanh long, phục vụ nhu cầu khẩu vị đa dạng của người tiêu dùng. Giá nguyên liệu năm nay thì nói chung nó cũng nhích lên, có như là gạo, rồi đường, sữa, tất cả mọi cái đều nó cũng tăng, như là cái chất đốt cũng vậy, nó cũng tăng. Cái giá bánh thì nó cũng tăng nhẹ thôi, tăng có khoảng từ 5 tới 10 ngàn chục, tùy theo các loại bánh. Trước nhu cầu bánh tráng tăng cao vào dịp Tết, các hộ tráng bánh tại làng nghề bánh tráng Cù Lao Mây thường phải thuê thêm thợ tráng bánh và nhân công phơi bánh. Nhờ đó, bà con địa phương có thêm việc làm, tăng thu nhập đón Tết. Tráng bánh thì trong nhà không à, cũng không có cực gì, chỉ dưới gần nhà mình nữa. Tráng thấy cũng khỏe, không có cực mà vui nữa. Chán vậy thì Tết mình xài khỏe, đủ trang trải cái Tết. Tết năm 2023 thì đối với làng nghề là phát triển hơn so với những năm là vừa qua. Là bà con cũng tất bật với cái việc là sản xuất để phục vụ cho Tết. Thì riêng năm nay là cái giá bánh nó cũng có tăng. Thì năm nay là cái làng nghề truyền thống cũng rất là sung túc. Cái đầu ra là cũng được ổn định hơn những năm rồi. Thì bà con thì cũng có cái bước chuẩn bị cho cái việc ăn Tết được là công tác hơn. Dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm nay, khi dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, đời sống kinh tế người dân dần được khôi phục. Làng nghề bánh tráng Cù Lao Mây ghi nhận những tín hiệu tích cực về sức tiêu thụ. Đây là niềm vui của người dân làng nghề khi vừa lưu giữ được món bánh truyền thống, vừa ổn định thu nhập để có thêm điều kiện vui xuân, đón một cái Tết đầm ấm.